em rất là kỳ vọng với chỗ đấy như thế nào. Mặc dù không được chọn nhưng mà vẫn được đi chỗ tốt nhất. Đúng. Ngồi cái ghế không? Ngồi ghế giữa, kiêng á, kiêng ngồi ghế giữa nha, chứ không phải là kiêng ngồi ghế bên đây. Nhưng mà hai người có vẻ căng thẳng lắm. Hồi hôm qua. Giờ anh nghĩ là cái lúc mà em chọn anh. Anh có biết một lý do nữa khiến anh thể đi đây. Thôi tí nữa đi. Em có rất là nhiều lý do em muốn chọn anh. Em là anh nghĩ là em là người phụ nữ mà nhẹ nhàng nhất ở trong nhà chung đấy, bánh bèo nhé, cảm giác là như thế, nhưng không biết có phải không. Anh thích con gái nó phải bánh bèo cơ. Em bánh bèo, phải bánh bèo cơ, bởi vì anh nghĩ rằng là anh quá là đàn ông rồi. Hay một cách nào đó mình thích một người phụ nữ bánh bèo và hay dỗi một chút. Lần đầu tiên anh nghe thấy có một người bảo là thích người yêu, còn bạn gái của mình hay dỗi đấy. Thật luôn. Dỗi là một đặc quyền mà. Nhưng mà em hay dỗi lắm ấy. Em hay rất hay dỗi. Thế nên là nếu mà không hài lòng, em dễ bị dỗi. Dỗi thì làm cho người yêu của em sẽ phải tinh tế hơn mỗi ngày thôi. Tốt cho anh ấy mà. Em thích suy nghĩ của anh. Cái việc đó là việc đương nhiên rồi. Mình muốn tốt hơn thì mình phải học thôi. Nhưng phụ nữ là để chiều chuộng và yêu thương. Em lại rất ấn tượng với một người mà em bảo là em dỗi, xong người ta bảo là thôi kệ em. Ôi. Đúng không? Đúng. Mấy cái người đấy mới cá tính chứ, đúng không? Suy nghĩ như em dỗi xong rồi anh dỗ em rồi này kia, thôi mệt. Anh có muốn bơi thử không? Có chứ. Let's go. Wow, hơi lạnh nhá. Lạnh á? Em chưa quen nước thôi. Tốt. Driving through days and night, won't stop for traffic lights. Mà em muốn hái cái hoa này này, cài lên tóc. Nhưng mà em thích hoa màu trắng thôi. Ok, đây anh 5 giây. Lấy bông là đẹp đẹp rồi nhá. Nghiến đầu đấy, không được gì đâu. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Không có bông hoa nào đẹp hơn bông hoa đang đứng trước mặt anh cả. Xinh đẹp được nhân đôi. Câu này chỉ có Harry mới cảm nhận được. Em ghê. Lông tay em giờ cũng được lên này. Xinh đẹp được nhân đôi. Không? À, bây giờ em
bơi đơn giản nhất đi, đó là bơi cuốn. Ok, đơn giản đấy. Đây là một cách bơi rất dễ mà ai cũng có thể học. Đây là bơi cuốn. Xong thì chân em nhá. Chân em đạp như con đạp như người ta lặn đấy, người ta lặn đấy. Em đừng lo nó nhòa đi trang điểm. Đừng mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Tay đừng đưa lên mặt nước. Đúng rồi. Chân đạp ở dưới nước. Đúng rồi. Đó, nó đang di chuyển đấy. Nó đang di chuyển đấy. Nó đang di chuyển đúng không? Nó đang di chuyển. Tốt. Tốt. 10 điểm, không có nhưng. Ừ, bơi quá giỏi luôn. Chân có để xin lắm rồi. Đúng, đúng. Tay của Kim rất là dạng, dạng gì á, không biết ngại. Nè, tập bơi nè, dịnh eo người ta. Nhưng mà anh bảo là trước đấy anh muốn hỏi nhiều về em mà nhưng bây giờ anh không để tò mò nữa. Lần nữa ăn tối sẽ hỏi nhiều hơn nhé. Bây giờ hỏi luôn được mà. Ngoài anh ra em còn có để ý đến ai? Ok, em sẽ nói thật với anh. Có. Mày. Em không biết, cái này em không thể tiết lộ được. Còn anh, chắc chắn nó không phải có một mình em đúng không? Hiện tại ở đây thì anh chỉ có một mình. Anh không mình đấy. Thời điểm hiện tại là thời điểm quan trọng nhất. Anh đang có em ở đây này. Ủa anh thì xế quá, bác sĩ. Thật ra anh ấy đổ hết cả da ngàn rồi. Đúng không ạ? Này, dành mới để ý cái trang điểm của em rất là đẹp nha. Rất là hồng, rất là pink, rất là con gái. Rất là con gái luôn. Quá tuyệt vời. Cảm ơn em đã chọn anh. Mà em nghĩ là em đã có quyết định sai. Thank you em. Em quá sai. Trời ơi, em về nhà em coi lại thì lúc đó em thấy sai. Trời, tự nhiên em thấy sượng liền luôn đấy Yuna. Trời ơi. Nói chung là hai đứa này xuống phí cái bể nha. Phí cái bể. Yuna là phải ra đảo thôi chứ mà vô những cái này Yuna không có gì. Không có gì để khai thác. Bộc lộ luôn. Ồ, Yuna tập tới giờ chưa bộc lộ. Tập số 2 luôn. Không có một cái cá tính gì khác. Không bộc lộ thêm về cái tính cách và bầu diễn hay gì hết. Nhưng mà cả ông kia cũng chán quá. Cũng chán. Kim cũng chán quá. Sao chị Nhi, chị có điều gì mà nói về Kiên? Chị á thì tập trước đó chị cảm thấy chị có lỗi với Kiên. Chị với chị Harry dành một phút ở đầu tập 3 để mà xin lỗi Kiên. Đúng. Vì mình bị cái vẻ bề ngoài, mình đúng, nhận xét cái vẻ bề ngoài, mình đánh giá con người. Nhưng mà cái tập ngày hôm nay luôn chị mới để ý, chị mới cảm thấy là ơ không, thì ra cái cảm giác đầu tiên mình nghĩ về người ta như thế nào là đúng là như vậy. Cho nên tập này rút lại lời xin lỗi của tập trước. Nhưng mà chính ra là lỗi kia, chính ra là Kiên thấy một người phù hợp đấy. Chính ra là Kiên tìm thấy một người phù hợp rồi đấy, Yuna này.